我会原谅你，你仔细听。我从未爱过你，怎么会想念你？hình như tôi chưa có em quá nên các em hờ đúng không?I'll be your partner, I'll be your sister, I'll be your soul, as long as you love Tôi là Vinh Trần, anh Hám Tử. Tôi rất cảm kích cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ, y bác sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Tôi sẵn sàng chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh. EDM